và bạn đã quyết định chọn cặp số. Số tiền cao nhất vô chiều với Ngọc Thần đã bị ăn thành. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn Tạ Ngọc Thanh là loại. Được rồi, và anh đã quyết định chọn số 2. Sau mùa 1 của những Ngọc Thần vàng, liệu mùa 2 của chương trình nó như thế nào? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sự trở lại của những Ngọc Thần vàng mùa thứ 2, cùng với nhiều điều đổi mới, cùng với những chiếc cặp đầy giá trị và không thể thiếu được những cuộc chơi đầy hấp dẫn, cam go, gian nan và đầy gay cấn của những người chơi đầy thú vị này, cùng với giải thưởng cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Liệu ai sẽ là chủ nhân của những giải thưởng đầy quý giá này? Tất cả những điều trên chỉ có ở những Ngọc Thần vàng mùa thứ 2, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 trên kênh VA Channel.